uống nước theo cân nặng của bạn. Bạn cần uống bao nhiêu lít nước mỗi ngày? Nếu bạn nặng từ 40 đến 43 kg thì bạn cần uống tối thiểu 960 ml trên một ngày. Từ 45 đến 49 kg thì bạn cần uống tối thiểu 1080 ml trên một ngày. Từ 50 đến 54 kg thì bạn cần uống tối thiểu 1,2 lít trên một ngày. Từ 55 đến 59 kg thì bạn cần uống tối thiểu 132 ml trên một ngày. Từ 60 đến 64 kg thì bạn cần uống tối thiểu 1,4 lít trên một ngày. Từ 65 đến 69 kg thì bạn cần uống tối thiểu 1560 ml trên một ngày. Từ 70 đến 74 kg thì bạn cần uống tối thiểu 1680 ml trên một ngày. Từ 75 đến 79 kg thì bạn cần uống tối thiểu 1920 ml trên một ngày. Từ 80 đến 84 kg thì bạn cần uống tối thiểu 2040 ml trên một ngày. Từ 85 đến 90 kg thì bạn cần uống tối thiểu 2160 ml trên một ngày. Lưu ý, một cốc nước tương đương 200 đến 250 ml.